Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài 42 và 43, đúng không? Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở bài 44, 45 và 46 ha, ba bài nữa. Rồi, và thầy nói luôn là nếu bạn nào có điều kiện thì nhớ đăng ký vào khóa học online của thầy. Nó chỉ có 200k thôi các em ạ. Ok. Cứ vào kênh thầy Quang và vào phần giới thiệu thì kéo xuống sẽ có cái đường link đăng ký các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 44. Sách giáo khoa thì thầy sẽ quay hoàn toàn miễn phí các em nha. Thầy dạy thì ở đây thì nó không giống như thầy đang dạy thêm học trò của thầy ở đây, ở vùng thầy đang dạy đâu các em ạ. Rồi, điền dấu thích hợp, dấu bé, dấu lớn, dấu bằng vào ô vuông. Đây, điền vào các chỗ này các em, nghĩa là chúng ta tiến hành so sánh đấy. Ha. Bây giờ chúng ta có câu A, thầy sẽ viết đề lại. Được không nào, ô vuông để ra đi. Thì để biết được chúng ta điền cái dấu nào ở trong ba cái dấu này á, thì bắt buộc chúng ta phải tính cái phần này trước các em ạ. À, chúng ta cần phải tính cái này trước. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi lại đây là vị âm 4 phần 7, thầy sẽ tính ở chỗ đây trước nha. Rồi, ở đây các em thấy là ở đây là mẫu nó âm, nó chưa có dương nên thầy sẽ đưa cho trừ lên trên đây, giống như trong clip trước không? Âm 4 phần 7 cộng là gì? Âm 3 phần 7. Như vậy thì ở đây các em thấy nó đã cùng mẫu chưa? Nó đã cùng mẫu rồi. Như vậy thì 7 thầy sẽ viết lại, thầy lấy âm 4 cộng âm 3 thì kết quả ở đây nó sẽ bằng là âm 7 phần 7. Chúng ta lấy âm 7 chia 7 thì được âm 1. Sau đó chúng ta thấy không? Bên này bằng âm 1 và đây âm bằng âm 1. Nên là vậy chúng ta có là âm 4 phần 7 cộng 3 phần âm 7 như thế nào so với âm 1 đây các em. Chúng ta lấy kết quả này chúng ta so sánh ở đây. Như vậy thì nó bằng. Các em đã hiểu chưa nào? Đã hiểu cách làm chưa? Đó, rất là dễ hiểu ha. Rồi chúng ta có câu B nha. Người này đang mệt một xíu nha, muốn bệnh nữa. Đau họng do thầy nói nhiều quá nên thầy rất là hay dễ bị đau họng em, do cái khối lượng công việc cần đòi hỏi nói rất là nhiều. Thầy dạy chính rồi dạy thêm rồi dạy cho các em nữa, nên rồi cơ ca dạy con của thầy nữa nên tiếng nó khàn hết cả cổ em, nói cứ khào khào giống như vịt đực. Ok rồi, thấy không, do nó sập xuống như này hơi khó viết xíu nha. Rồi hay thầy đẩy kê như này để thầy dễ viết nha các em nha. Rồi tí nữa ấy thầy sẽ quay lại câu C các em xem. Bây giờ thầy sẽ tính ở đây nha. Như vậy đây nó cùng mẫu rồi thì thầy sẽ viết mẫu ở đây dương và cùng mẫu thầy viết lại, thầy sẽ lấy tử, có đúng không? Tử cộng lại. Thôi cứ viết ở đây đây, tại vì đó chúng ta làm như vậy luôn. Ở đây nó sẽ bằng âm 18 phần 22. Ok, hoặc là các em trình bày theo kiểu của thầy cũng được nhá. Mà âm 18 phần 22 đây chúng ta chia cho 2 thì được là âm 9 phần 11 đó, cùng mẫu này. Bây giờ âm 8 với âm 9 thì cái nào lớn hơn? Chắc chắn âm 8 sẽ lớn hơn, đúng vậy thôi ha. Nếu mà các em làm tương đương như vậy cũng được, còn không thì các em sẽ tách cái này ra. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành so sánh vì cái này với cái này đó, vì này sau đó vậy, cái này vậy, cái phần này mới là cái phần kết luận cuối cùng nè em, nghĩa là tính toán thông qua anh đây để so sánh đây, sau đó chúng ta kết luận cái này là cuối cùng. Em hiểu chưa? Câu B các em, câu A này thấy chưa, câu B này. Rồi chúng ta đi sang câu C nha. Rồi chúng ta có câu C, 2 phần 3 thầy loại 2 phần 5 nữa, trên cho 2 phần 3 cộng cho âm 1 phần 5. Bây giờ thầy sẽ tính cái phần này trước nha. Vì nè, 2 phần 3 cộng cho âm 1 phần 5 này. Bây giờ các em thấy là mẫu dương đã rút gọn rồi. Như vậy bằng chung ở đây chắc chắn là sẽ là 15. 15 chia 3 thì được 5. 5 nhân lên 2 đây, như vậy nó sẽ bằng là 2 nhân 5 này. Thầy làm rất chậm các em, từng bước để các em hiểu đó, ghi này lại.
15 chia cho 5 thì được 3 nhân 3 ở đây. Như vậy ở đây nó sẽ bằng 10 cộng cho âm 3 đúng không nào? 15. Như vậy thì nó bằng là bao nhiêu em? 10 trừ 3. 10 trừ 3 thì bằng âm thể loại 7 phần 10, 15. Nha. Bây giờ chúng ta tiến hành so sánh. Nên là cái 7 phần 15 đây này, chúng ta tiến hành so sánh với 2 phần 5. Để như này sao so sánh được đúng không em? Mà các em thấy chúng ta cần phải viết nó về cùng mẫu là 15. Như vậy ở đây thầy nhân cho mấy? 5 này nhân cho mấy để cùng được 15 đó? Thầy nhân 3, đây nhân 3 đúng không nào? Thì này nó sẽ bằng 6 phần 10, 15. Như vậy thì chúng ta tiến hành so sánh là 7 phần 15 với 6 phần 15. Như vậy thì ở đây 7 phần 15 nó sẽ lớn hơn 6 phần 15. Các em có hiểu không? Được. Ây à, thầy phát hiện mình như thầy bị nhầm một chút xíu thôi, cũng không đáng kể em. Thầy xin lỗi các em ở chỗ đây nha. Thầy thì không có cắt ghép video hết em. Đây, cái tử hương nãy 3 số 3. Số 3 nha. Như vậy thì ở đây nó là số 3. Như vậy ở đây nó phải là số 9 nha các em nha. Như vậy ở đây nó sẽ là số 9 này. Số 9 thì cái dấu này nó là quay ngược lại các em. Đó, các em hiểu không? Giờ đúng thầy mệt mệt nên không phải do nhìn gà hóa cuốc ở chỗ đây. Nên ở đây, sau đó chúng ta kết luận vậy. 3 phần 5, hồi nãy 3 phần 5 nó chính là 9 phần 15 thì nó lớn hơn kết quả đây. Thì nó như thế nào so với 2 phần 3 cộng với 1 phần 5 thì cái 3 phần 5 này nó sẽ lớn hơn. Đó, nha. Thầy xin lỗi em chút xíu thôi nha. Đời người thì nếu như thầy nói nếu như mà thầy như người ta thì thầy vào trình chỉnh sửa video, thầy sẽ cắt cái đoạn này và thầy sẽ quay lại. Nhưng thầy không, tại vì thầy không có thời gian để mà làm lại các em ạ. Tại vì thầy phải quay cho 4 khối và công việc của thầy nói với em là cực kỳ nhiều khối lượng, mà thầy đau đầu đau não luôn để mà sắp xếp thời gian từng ly từng tí để mà quay cho các em đó các em. Nên các em phải hết sức thông cảm cho thầy nha. Ok, chúng ta đi sang câu D nha. Rồi, ta có câu D. 1 phần 6, nên cái D mà cái em ghi chỉ cần sai là chúng ta không thể nào làm đúng được. Ok, thầy đẩy lên nha các em nha. Như thế này thì chúng ta sẽ tính ở bên đây và chúng ta tính riêng ở đây nha. Như vậy chúng ta có là 1 phần 6 cộng âm 3 phần 4. Mẫu chung ở đây nó chắc chắn sẽ là bao nhiêu? 12 đúng không nào? 12 chia 6 thì được 2 nhân ở đây. 2 nhân 1 thì nó vẫn là 2 ở đây, thì làm nhanh một chút. 12 chia 4 thì được 3. 3 nhân cho âm 3 thì bằng âm 9. Có đúng không em? Thầy nói lại này. 12 chia 6 thì được 2. 2 nhân cho 1 thì bằng 2. 12 chia 4 thì được 3, 3 nhân âm 3 thì bằng âm 9. Như vậy thì 2 cộng cho âm 9 thì bằng âm 7 phần 10, 12, được chưa? Tiếp tục, 1 phần 14 cộng cho âm 4 phần 7. Như vậy thì mẫu chung ở đây nó sẽ là bao nhiêu em? Nó sẽ là 14. 14 chia 14 thì được 1 nhân lên 1 thì nó bằng 1. 14 chia 7 thì được 2 nhân lên trên đây thì bằng âm 8. Như vậy thì nó cũng kết quả bằng âm 7 phần 10, 14. Sau đó chúng ta tiến hành so sánh hai cái kết quả này. Nó có vì là âm 7 phần 12 so với âm 7 phần 14. Thì theo em thì cái phần số nào nó sẽ lớn hơn? Các em, phần số nào? Nếu như ở đây không có dấu âm nha, thì nó không có dấu âm, được chưa? Thì nó chia cho cái số càng nhỏ ấy, thì nó lại càng lớn. Nhưng ở đây nó là có dấu âm. Còn không ấy, thầy nói lần quần như vậy thì sợ các em không hiểu không, các em sẽ tiến hành quy đồng. Lá này nhân lên đây và lá này nhân lên đây, sau đó lá này đây cùng mẫu thì chúng ta tiến hành so sánh trên tử là các em biết rồi. Như vậy thì các em thấy là âm 7 nhân cho 14 như thế nào so với là âm 7 cho nhân với 12 thì cái nào lớn hơn? Các em chắc chắn là âm 7 nhân 12 thì nó sẽ lớn hơn.
Như vậy anh đi lớn hơn này, tại vì nó số âm, số âm càng lớn thì càng bé, các em hiểu chưa? Nên mà anh đây chính là 1 phần 6 cộng cho âm 3 phần 4 đúng không nào? Đấy, chúng ta ghi cái này lại. Rồi, ok. Câu đề đấy. Cái này hiểu chưa? Chúng ta đi sang bài 45 nè. Ta có bài 45. Tìm x biết. Câu A, x bằng âm 1 phần 2 cộng 3 phần 4. Rồi, đẩy bài lên, viết cho dễ các em ha. Thì cái này thực sự là người ta lấy hai này cộng lại. Nhưng mà cái mẫu chung ở đây chắc chắn là bao nhiêu em? Đó chính là 4 đúng không nào? Tại 4 chia hết cho 2, 4 chia hết cho 4. Ta lấy 4 chia 2 thì được 2, nhân lên âm 1 thì bằng ở đây là âm 2, cộng 4 chia 4 thì được 1, nhân cho 3 đây thì bằng bằng 3. Như vậy thì âm 2 cộng 3 thì bằng 1 phần phần 4. Ta kết luận đây vậy, x bằng 1 phần 4. Xong. Ok không dê chưa? Rồi, chúng ta đi sang bài 45 câu B nha. Rồi, chúng ta có bài 45 câu B. X trên 5 sẽ bằng 5 phần 6 cộng cho âm 19 phần 30. Rồi, thầy sẽ đẩy cái bài lên. Cái chỗ x phần 5 này các em cứ viết lại đi, chúng ta chưa đụng chạm gì hết mà chúng ta cần phải tính cái tổng ở bên đây. Các em hiểu không nào? Như vậy thì ở đây thầy sẽ tiến hành quy đồng. Mẫu chung ở đây chắc chắn là 30. Ta lấy 30 chia cho 6, 30 chia 6 thì được 5, 5 x 5 nha, các em hiểu không? 30 chia 6 thì bằng 5, lấy 5 x 5 ở đây là bằng 20, 25 cộng 30 chia 30 thì bằng 1, nhân lên thì nó vẫn bằng là âm 10, 19. Như vậy thì ở đây các em lấy 25 trừ cho 19 thì bằng mấy em? 6 đúng không? 6 phần 3, 6 phần 30. Như vậy mà 6 phần 30 chúng ta thu gọn lại, ở tử chúng ta chia 6, ở mẫu chúng ta chia 6 thì nó sẽ bằng là 1 phần phần 5. Như vậy chúng ta có là x phần 5 mà bằng 1 phần 5 thì chúng ta suy ra x này sẽ bằng bằng 1. Có đúng không nào? X bằng 1. Chúng ta kết luận vậy, x sẽ bằng bằng 1. Xong. Bài 45 đơn giản như vậy thôi các em. Các em đã rõ chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang bài cúng cuối là cuối cùng nha. Rồi, 46. Nếu hay thì giúp thầy click quảng cáo để chia sẻ nha. Nếu có điều kiện thì đăng ký với khóa học online luôn nha các em nha. Rồi chúng ta có bài 46. Cho x bằng là 1 phần 2 cộng âm 2 phần 3. Hỏi giá trị của x là số nào trong các số sau. Như vậy thì ở đây các em thấy là người ta cho dưới dạng là trắc nghiệm. Thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta tính đi. Mà ra được kết quả nào thì chúng ta sẽ chọn thôi. Hiểu không? Rồi, tính giống như bài 45 câu A thôi. Như vậy thì ở đây mẫu chung sẽ là mấy? 6. 6 chia 2 thì nó là này, 6 chia 2 thì được 3, lấy 1 nhân 3 này làm chậm này. 6 chia 3 thì được 2, nhân lên âm 2 này nghĩa là âm 2 nhân 2. Đây bằng 3 cộng ở đây là âm 4. 3 cộng âm 4 thì bằng âm 1 phần 6. Vậy ở đây x sẽ bằng là âm 1 phần 6. Như vậy ở đây các em sẽ chọn câu gì? Câu C. Câu C đúng. Được chưa? Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi các em. Nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo, đồng thời chia sẻ giùm thầy với các bạn cùng trường, cùng lớp. Và nếu có điều kiện thì đăng ký khóa học online của thầy nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài số 8 nha. Các em nha. Bài số 8.